Xin chào tất cả các bạn, quay lại kênh của Phùng Tấn. Thì có rất là nhiều khách hàng mua dao của mình nhưng mà không biết rửa làm sao để cho nó sạch con dao. Đấy, mọi người cứ mua về quả rửa rất là nhiều nước rửa bát mà không thể nào sạch được. Đấy, thì mọi người sợ ăn vào nó bẩn, nó độc hại. Bởi vì con dao này thì sau khi mình làm xong ấy thì mình có quét một cái lớp dầu lim nên thì con dao như thế này. Đấy, để cho nó giữ, nó không bị dỉ và nó bền, nó bóng. Cái này thì mình để những ngày để cả năm, 2 năm không bao giờ bị dỉ nếu mà nước nó không vào. Đấy, thì hôm nay mình chia sẻ cái cách mà để làm sạch cái dầu này rất là đơn giản thôi. Đấy, ở đây thì mình bán có dao thái phở này, dao thái bản to này. Dao này thì anh em mình dùng quen rồi ấy, thì dùng cái bản to này rất là sướng. Dao thì mình làm cái lưỡi rất là mỏng. Đấy. Con dao này thì nó bản to như thế này nhưng mà nó chỉ nặng có 3 lạng thôi. Đấy. Rất là mỏng, rất là sắc. Đấy, còn đây là con dao chặt gà vịt này. Đấy, con dao chặt gà vịt này thì của mình nặng 6 lạng nhá. Đấy, con này chặt gà vịt thì rất là vừa tay này. Đây con dao bầu, dao nọc này. Và đây là con dao bài này. Đấy, một thùng con dao bài này. Dao này thì cũng dùng để thái được, nhưng mà chỉ dành cho chị em phụ nữ mà thái các cái bản to không quen thì dùng các cái con nhỏ này, hoặc là dùng để con này để làm rau, thái rau cũng được. Đấy, con này cũng nặng có độc 2 lạng thôi. Dao dẻo không? Mình tuyển dao rất là, mình làm rất là khắt khe, yêu cầu thợ làm rất là khắt khe nhá, làm rất là chuẩn. Bây giờ mình sẽ đi lau con dao này, rửa con dao này. Đây là một con dao mới thì bây giờ mình sẽ phải đi rửa nó trước khi thái thịt, trước khi chặt gà để cho nó an toàn vệ sinh. Bình thường ấy thì các bạn không biết ấy, thì mua con dao này về thì các bạn đi rửa nước rửa bát cho vào đây rửa thì rửa rất là nhiều nước, nó cũng rất là khó sạch. Đấy, hôm nay mình sẽ chia sẻ một rất là đơn giản này. Trước khi rửa mình cũng phải đi rửa, nhưng mà trước khi rửa mình sẽ dùng một tờ giấy này hoặc một cái tờ báo mình lau. Đấy, lau thế này nhá, xong rồi rửa thì nó rất là nhanh. Lau này mình chỉ lau khoảng độ nửa phút thôi là được. Lau tùy tay mạnh nhá, các bạn ấy cẩn thận vào đứt tay nhá. Mình lau từ trong này ra ngoài thì nó không bị đứt tay. Lau để ý một tí, tùy tay mạnh các bạn nhá. Đấy, xong một bên, bây giờ mình lật bên này, mình lại lau tiếp. Các bạn cẩn thận nhá, lau về dao rất là sắc. Lau thì là nó không cẩn thận nó xéo lên là đứt tay ấy. An toàn nhất thì các bạn để nghiêng con dao thì lưỡi dao về mé này một tí thì mình lau thì không, lau từ trên xuống thì không sợ. Hôm rất là nhiều khách hàng bảo mình sao dao rửa mãi nó không sạch. Đấy, thì hôm nay mình phải làm cái video để cho các bạn đỡ phải trả lời nhiều khách hàng. Mình chỉ gửi một cái video này cho các bạn cái là xong. Đấy, ok. Sau khi lau một lượt như thế này rồi thì bây giờ mình rửa bằng nước rửa bát nhé. Sẽ cho một ít nước rửa bát. Là cái này thì bước này thì ai cũng biết làm rồi, chủ yếu là cái bước mà lấy cái giấy lau vào dao ấy là mọi người không để ý. Thì đây, lau cái nó khô như thế này. Đấy, gần như là hết dầu này. Nó hết nhưng mà nó chưa sạch. Thì bây giờ mình phải rửa bằng xà phòng. Đấy, rửa bằng nước rửa bát cho nó sạch. Còn nếu như các bạn mà không lau bằng giấy mà các bạn cứ cho cái nước rửa bát này vào ngay từ ban đầu ấy thì nó nênh náng ở đây, rất là nhờn, rửa mãi không hết được. Đấy, lâu thì đóng hết thôi nhưng mà nó rất là vất cho các bạn. Thế là xong thôi. Mình khi mình lau sạch dầu rồi thì mình rửa thì bằng cái nước rửa bát này thì rất nhanh. Đấy, thế là xong. Bây giờ mình sẽ xả nước. Đấy, vậy là con dao của mình không còn một tí dầu nào nữa luôn. Đấy, rất là sạch rồi, không còn một tí dầu nào, xịn xịt này.
Bây giờ nếu như mà các bạn dùng ngay thì các bạn cứ thể dùng, và nếu như sau khi mình dùng xong, sau khi vùng rong mình sẽ rửa con dao. Và đây là cái bước mà nếu như các bạn mà không dùng nhá, không dùng ngay, thì các bạn sẽ dùng một cái rẻ, cái khăn, các bạn lau khô đi. Đấy. Đây là cái bước này, là vừa là cái bước mà sau khi các bạn rửa dầu xong, các bạn không dùng, các bạn làm như thế này. Hoặc các bạn trong quá trình các bạn dùng, các bạn rửa đi, sau các bạn lau khô, muốn bảo quản để dao chống rỉ, thì các bạn lấy cái chổi cho một chút dầu ăn vào. Cái dầu ăn này thì dầu an toàn nhá, dầu ăn mình để mình nấu hàng ngày ấy. Đấy, cái dầu ăn này mình bôi vào dao là thoải mái nhá, mình nhà mình dùng thì thường xuyên rồi, không bao giờ có kiến. Các bạn bảo là bôi dầu thì sợ kiến nó có vào hay không, hôm nay mình trả lời các bạn là cái này không sợ kiến nhá, mình bôi thử nghiệm rất là nhiều rồi, ngày thường xuyên rồi, không bao giờ thấy con kiến nào vào cả. Thì các bạn chấm một chút dầu, các bạn chỉ cần quệt vào thế này thôi. Đấy, không cần nhiều nhá, chỉ cần ướt đầu chổi là được. Đấy, bôi đổi đều dao thế là xong. Đấy, như thế này thì lần sau ấy, cái dầu ăn này ấy, thì các bạn rửa bằng cái xà phòng thì nó lại không như cái dầu nguyên kia. Cái dầu ăn này thì rửa rất là nhanh sạch, như mình rửa bát bình thường thôi, như mình rửa bát đũa bình thường. Đấy, như thế này thì các bạn để quanh năm nước mà nó không vào ấy, thì các bạn để cả năm nó không bị gì nhá. Còn nếu như mà các bạn mà bỏ qua cái bước này, các bạn làm ẩu quá, các bạn cứ dùng chặt cái xong cái, các bạn rửa nước cái cho nó sạch cái thịt cái, xong các bạn để nước nó ướt vào sắt thì vào thép thì mình để nó sẽ bị rỉ. Con dao thép nào thì mình để nó cũng bị rỉ nếu như mình không bảo quản, không biết cách bảo quản nhá. Đấy, như thế này thì nó chỉ thêm một cái bước rất là đơn giản thôi, nhưng mà mình để cả năm được, không bao giờ bị rỉ. Đấy, ok. Mình vừa mới chia sẻ cái cách mà rửa con dao mới như thế nào và cái cách bảo quản dao như thế nào khỏi rỉ nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.